Theo phản ánh của người dân, thời gian qua khi di chuyển trên tuyến đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, gặp khó khăn bởi xuất hiện một số ổ voi ổ gà đặc biệt thời gian này trên địa bàn thường xuyên xảy ra mưa lớn dễ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ghi nhận trên tuyến đường vị trí hư hỏng xuống cấp một số đoạn bị nhô cao gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển qua lại người dân lo sợ tai nạn sẽ xảy ra nên mang vật dụng ra cảnh báo lấp các hố sâu một số người dân nơi đây cho biết nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi lưu thông qua tuyến đường này hiện mặt đường hai bên xuất hiện các vết sụp lún nham nhở vật liệu dùng để vá ổ gà trên mặt đường rời rạc mỗi lần xe cộ chạy qua đá răm bay tung tóe nhiều vị trí trên tuyến đường dài hơn chục cây số đã xuất hiện những ổ gà sâu gần 10 cm. Trong khi đó dọc tuyến đường trang chịt nhiều mảnh vá đá cũ. Nhiều người dân sống trong khu vực trên thông tin rằng ban đêm tầm nhìn hạn chế nên rất nhiều phương tiện đã đi qua và không may vấp vào ổ gà, ổ voi dẫn đến tai nạn. Những chiếc xe tải chạy qua đều tạo ra tiếng động lớn, có xe mất lái, lao vào lề đường. Bên cạnh đó do mặt đường hư hỏng, đất đá vương vãi nên không ít xe máy đi qua trượt té. Người dân sống ở khu vực này cho hay, khi thông xe được ít tháng, một số vị trí trên đường đã bắt đầu hư hỏng. Việc vá sửa mặt đường cũng tiến thành thủ công, qua loa cho nên cứ hỏng suốt. Nhiều khu vực khi di chuyển qua phải chạy chậm vì lo sợ vấp phải ổ gà tai nạn. Được biết, chỉ sau thời gian hơn 3 năm thông tuyến, đường này đã bị hư hỏng. Ngoài ra, một số vị trí đặt đèn tín hiệu giao thông có độ dốc rất lớn, nhiều xe tải chạy tốc độ cao đã không kịp dừng xe tông vào người đi đường tại đường tránh Tây thành phố Buôn Ma Thuột, này là đường 30 tháng 4 và mùng 10 tháng 3 để tránh ổ gà, nhiều xe tải Xe container không ngần ngại lấn làn đường xe máy khiến người đi đường cảm thấy thiếu an toàn khi lưu thông trên tuyến. Được biết, dự án đường vành đai phía tây thành phố Buôn Ma Thuột khởi công từ tháng 11 năm 2009 do Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 14 km với tổng mức đầu tư lên đến 687 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu của chính phủ. Sau gần 10 năm thi công đến ngày 1 tháng 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc thống nhất cho phép thông xe đường tránh Tây thành phố Buôn Ma Thuột được khởi công từ tháng 11 năm 2009 với chiều dài khoảng 14 km. Đến giữa năm 2022, tuyến đường xuất hiện hàng chục điểm hư hỏng lớn nhỏ, nhiều điểm mặt đường lồi lõm, chi chít ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông đến cuối năm 2022, ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột quyết định chi 9,5 tỷ đồng sửa chữa cho tất cả các điểm xuống cấp trên tuyến đường tránh Tây. Nhưng đến nay, tình trạng ổ voi, ổ gà lại xuất hiện rất nhiều trên tuyến đường gần 700 tỷ này. Anh An, 46 tuổi, tài xế xe khách chia sẻ, mỗi ngày anh đều có hai lượt lái xe trên tuyến đường này, mặt đường hư hỏng khiến anh An không khỏi lo lắng. Lý giải tình trạng đường hư hỏng, ông Lưu Quốc Bảo, giám đốc ban quản lý dự án thành phố Buôn Ma Thuột cho rằng, vị trí hư hỏng là những đoạn đường có nền tảng yếu nằm sát cạnh những vị trí đã sửa chữa năm trước, ban quản lý đã kiểm tra, nghiên cứu biện pháp xử lý căn cơ để sửa chữa dứt điểm đường hỏng chủ yếu do nền đất với một số vị trí quá yếu. Ngày mùng 2 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết đã xảy ra tình trạng sụt lún, sạt trượt đất ở Đông Thôn Anh, xã Đồng Thanh. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, khu vực sườn đối vai phải của đập chứa nước nằm ngoài và sát với khu vực thi công xây dựng gói thầu số 13, hồ chứa nước Đông Thanh xuất hiện một số vết nứt với chiều rộng từ 20 cm đến 30 cm. Vết nứt này ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của ba hộ gia đình. Kết quả quan trắc cho thấy các vết nứt ngày càng mở rộng và xảy ra tình trạng sạt trượt, sụt lún đất. Đến ngày 20 tháng 7, phát sinh các vết nứt mới ở phía thượng lưu công trình hồ chứa nước. Những vết nứt này có chiều rộng từ 0,5 đến 10 cm, ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của hai hộ gia đình. Ngày 28 tháng 7, tiếp tục xuất hiện nhiều thêm vết nứt mới trong khu vực đất của ba hộ gia đình. Đáng lưu ý, các vết nứt có chiều rộng lên đến 50 cm và lan ra đến phạm vi thiết kế đường tránh ngập của các dự án hồ chứa nước. Tại khu vực nhà ở của ông Đỗ Văn Tái có vị trí sụt lún lên đến 1,5m gây nứt tường và nền nhà, khiến căn nhà bị xô nghiêng, hư hỏng hoàn toàn. Gần đó, căn nhà của gia đình ông Đỗ Văn Đạm đã bị nứt tường và vỉa hè. Tình trạng sụt lún đất đã khiến căn nhà kiên cố mới xây có giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng của hộ Nguyễn Văn Thắng bị hư hỏng nặng, trước nguy cơ căn nhà có thể bị đổ sụp. Gia đình này đã phải di rời đi nơi khác. Theo người dân địa phương, có 4 căn nhà và nhiều hecta đất của 9 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sụt lún, sạt trượt đất. Chưa hết, tuyến đường giao thông phục vụ đi lại sản xuất cho khoảng 50 hộ bị sạt lở nghiêm trọng, có vị trí rộng từ 20 đến 40 cm, sâu hơn 1m làm đảo lộn sinh hoạt của người dân nạn sụt lún, sạt trượt đất còn ảnh hưởng đến cụm công trình đầu mối của dự án. Cụ thể, trần sản lũ bị chuyển vị, đáy dốc nước số 2 và dốc nước số 3 bị nứt đường chân chim, đoạn nước dốc số 4 bị đẩy nghiêng dẫn đến tường bên trái thấp hơn thiết kế 2 cm, tường bên phải cao hơn thiết kế 49 cm. Được biết, hồ chứa nước Đông Thanh là dự án trọng điểm của huyện với tổng vốn đầu tư 495 tỷ đồng, diện tích lòng hồ là 25,3 ha, diện tích thu hồi là 37 ha. Dự án hoàn thành sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho 7.500 hộ. Ngày 8 tháng 8, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng đoàn chuyên gia đã đi kiểm tra tình hình sạt lở sụt lún tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo Ủy ừ, ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh trực tiếp kiểm tra tình trạng nứt, sụt lún sạt lở quanh dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, Lâm Hà. Bước đầu, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định Nguyên nhân khu vực này bị sạt trượt, sụt lún không bắt đầu từ mưa. Trong tháng vừa qua, khu vực này mưa khoảng 200mm, không quá lớn. Thực tế khảo sát bên hồ cho thấy có một số vết trượt trên núi đã hình thành từ lâu. Gần đây do một số tác động khi triển khai các công trình xây dựng nên đã gây ra sụt lún, phá hủy một vài cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhà dân. Thứ trưởng chỉ đạo cần làm rõ cung trượt này rộng, dài và dịch chuyển thế nào trong thời gian vừa qua. Khi xác định đúng nguyên nhân, xác định được vị trí thì sẽ có giải pháp phù hợp. Về giải pháp khắc phục hậu quả, thứ trưởng cho rằng trước mắt phải có biện pháp làm cho các cung trượt đất này chậm lại và bằng các biện pháp kỹ thuật để ổn định không tiếp tục trượt nữa việc đầu tiên là xử lý hệ thống thoát nước và mặt thoát nước ngầm để không phải tiếp tục tác động vào cung trượt này về thoát nước mặt, ở các rãnh trượt trên đỉnh phải có giải pháp đưa các nước sang hướng khác. Mặt khác ở mặt trượt phải có giải pháp để thoát nước ngầm. Nếu nước mưa không tiếp tục tác động đến mặt trượt này thì quá trình sạt trượt sẽ chậm lại và dần ổn định. Trước đó, theo Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, do mưa liên tục nên cụm công trình đầu mối chứa nước đông thanh bị lún, nứt, nghiêng lệch ở nhiều vị trí. Trong đó, đoạn dốc nước số 4 bị đẩy nghiêng dẫn đến tường bên trái thấp hơn thiết kế 2cm, tường bên phải cao hơn thiết kế 49cm, đài dốc nước số 4 bị tách nước 7,5cm. Đồng thời, tường phải bể tiêu năng giáp đoạn nước rơi bị đẩy trồi 53 cm và tường trái giáp đoạn nước rơi bị đẩy trồi 11 cm, đáy bể tiêu năng bên phải bị đẩy trồi 60 cm, tấm mái số 2 kênh hạ lưu bên bị đẩy nổi 60 cm.